Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Trong video ngày hôm nay, bên Huấn Audio thông báo những cái dòng loa toàn giải Bát 30 xương xanh này là bên mình vẫn còn rất nhiều hàng để phục vụ anh em nhé. Đây là mình bỏ ra 5 đôi, mình đi test để giao cho thợ. Với toàn giải xương xanh 30 như này thì bên mình cam kết với anh em là hàng nhập khẩu bên Trung Quốc 100%, chứ không phải là hàng sản xuất trong nước mình nhé. Như anh em thắc mắc là có sợ là hàng sản xuất trong nước thì không phải. Một cái màu xanh, và con này thì nó có tem IMF HP12T, hàng 100% Trung Quốc anh em nhé, từ 12 và côn 51 như nhà sản xuất này công bố. Với công suất của nó thì tầm khoảng tối đa là 200W, còn trung bình là 100. Anh em mình lựa chọn những chiếc âm ly bình thường là đã đánh được rồi. Và mặt đằng trước của nó đây, anh em mình có thể thấy là nó sở hữu một cái màng giấy xếp ni và toàn giải có nón anh em nhé, có nón. Vì sao phải nói từ nón ở đây? Vì nhiều cái dòng toàn giải nó không có nón nhé. Thân vải đây. Với con này thì anh em mình dùng để hát văn hay là dùng để loa trả lời là rất là tốt. Hát văn con này là một trong phiên bản giá bình dân, anh em mình có thể chơi rồi hát độ một thời gian mà nó có cháy thì anh em thay nó cũng rất dễ dàng. Tại sao con toàn giải hàng Trung Quốc này luôn luôn là sự lựa chọn được của anh em đi làm hát lễ hội? Người ta thì làm vài đám, người ta quấn lại một hai lần nữa thì là người ta vứt đi thôi anh em nhé, người ta không cần phải quá cầu kỳ nhiều, nó rẻ, hàng chất lượng anh em nhé, con là chất lượng. Còn gia đình anh em mình làm loa trả lời, làm loa trả lời những con này thì anh em mình phải lấy bột kênh đánh riêng hoặc là đánh chung thì phải dùng phân tần hoặc tụ cả lại nhé, phân tần chung cả lại thì nó mới không cháy được. Mình cũng báo giá công khai luôn để anh em nắm được giá của dòng toàn giải xương xanh này. Bên mình đang chào bán là 1.300.000 một đôi. Bên mình bao ship toàn quốc đối với giá bán lẻ. Còn giá thợ thì anh em phải điện thoại trực tiếp nhé. Mọi thông tin về thông sản phẩm cũng như cần mua bán xin gọi điện cho bên mình qua số máy 0904612323. Con này thì nhiều anh em hỏi có test nhạc chưa thì con này test quá nhiều rồi. Bên mình thì test nhạc nhìn rất là nhiều dòng toàn giải này rồi nhé. Và cam kết anh em một lần nữa là đây là hàng Trung Quốc, không phải hàng sản xuất trong nước nhé. Đó, chất lượng rất tốt. Quay lại một lần nữa thì anh em xem cái bát này thì mình sẽ xin phép dừng video. Đó, chất lượng dòng xương sắt và được sơn màu xanh. Anh em quan tâm điện thoại cho bên mình nhé, và muốn xem hình ảnh chi tiết hơn có thể vào Zalo số máy của mình luôn là 0904612323. Và chân thành cảm ơn anh em đã theo dõi video này.